Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể tách nền trong suốt, ví dụ như là nhựa này, mica này, thủy tinh này, những cái vật mà trong suốt ấy, nhưng mà là ảnh màu nhá. Thì các bạn hãy thử xem là cái cách này nó có khác nhiều so với cả cái cách mà chúng ta tách cái ảnh đen trắng không nhá. Đầu tiên các bạn hãy sử dụng cho mình cái công cụ Pen Tool, phím tắt là P. Đây, các bạn sẽ sử dụng cái công cụ này nhé. Sau đó là các bạn sẽ tách nền ra giúp mình. Sau khi các bạn tách nền xong thì các bạn hãy ấn cho mình cái tổ hợp phím là Ctrl Enter thì nó sẽ chuyển từ cái đường Path thành dạng Selection. Ấn F7 để mình sẽ hiện cái background Ctrl Z. Rồi mình sẽ ẩn cái background đi. Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó đang bị cái phần ám màu đen của cái nền đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Các bạn hãy Ctrl Z một lần nữa giúp mình. Sau đó là ấn Ctrl Shift U. Mình sẽ chuyển toàn bộ về cái phần ảnh dạng đen trắng nhá. Đến đây thì các bạn hãy thêm cho mình cái bước sau này. Các bạn ấn cho mình tổ hợp phím Ctrl Alt 2. Mình sẽ chọn toàn bộ về những cái phần điểm sáng ở trên cái phần ly này. Ctrl G cho mình tiếp tục. Mình sẽ ẩn cái đây đi. Ẩn tiếp một cái nữa đi. Thì các bạn có nhìn thấy một cái bóng mờ ở đằng sau đây không? Mình sẽ tạo một cái background để cho các bạn nhìn nhé. Từ từ mình sẽ kéo xuống dưới cùng đi. Đây chính là cái phần trong suốt mà các bạn sẽ nhìn thấy. Cái màu này nhìn nó có vẻ không hợp, mình sẽ đổi sang màu khác đi. Ok, mình thử đổi màu này nhá, mình sẽ khóa nó lại. Sau đấy là các bạn hãy hiện cho mình cái layer đầu tiên mà các bạn Ctrl G lên là layer 1 á. Đến đây các bạn tạo cho mình một cái layer mask, click chuột trái và add layer mask này. Sau đó là để cho mình cái màu foreground là màu đen và chọn cho mình cái công cụ là brush B này. Các bạn nhớ nhé, các bạn nháy phải chuột vào màn hình á, chọn cho mình cái nét cọ mềm thôi. Ở đây size thì các bạn tùy chỉnh. Đến đây chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Mình sẽ xóa bớt cái phần này đi, hết cái phần màu đen đi. Nhiều bạn sẽ thắc mắc với mình là giả sử như là mình không muốn là xóa hết 100% mà mình muốn giữ lại một chút thì rất là đơn giản thôi. Ở cái phần opacity thì các bạn hãy giảm nó xuống một chút, ví dụ là 50 đi hoặc 52, 62 gì đấy. Rồi, mình để 52 nhé. Đến đây thì nếu như các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là cái thủy tinh của chúng ta nó đang bị đen, nó không được trắng, tinh và trong suốt. Vậy thì các bạn hãy thêm cho mình một cái bước nhỏ. Các bạn chọn vào cái layer, hãy sử dụng Ctrl L. Cái điểm màu trắng thì các bạn hãy kéo về phía bên tay trái. Cái thông số nó giảm, độ sáng của nó lại càng tăng nhé các bạn nhé. Đây, và các bạn hãy so sánh trước này, sau này, cho nó sáng thêm một chút bằng cách là các bạn hãy tăng cái thông số, cái màu ghi này lên. Ấn OK. Rồi, và nếu như bạn nào yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Tạm biệt.